với vùng đất quê hương Hà Tĩnh là đặc sản về kẹo cú đơ. Hãy đến đây ăn thưởng thức kẹo cú đơ, khi đó mới biết được cú đơ chè xanh thêm chút gừng cay, cú đơ Hà Tĩnh làm say lòng người. Hà Tĩnh mà không nếm kẹo cú đơ thì coi như là chưa từng đến Hà Tĩnh. Chính vì vậy hôm nay thì Quang Thắng đã đi được với ban quản lý chợ Cày để vào lò sản xuất kẹo cu đơ luôn và thưởng thức nóng hôi hổi luôn ngay tại đây. Đây là người ta đang quấy nha cùng với cả gừng, cùng với cả lạc, ở trong Sài Gòn gọi là đậu phộng. Trước khi thành kẹo ấy thì người ta phải cho lên một cái bánh tráng đã, ở ngoài Bắc gọi là bánh đa. Đấy thì mới là thành kẹo đầy đủ được. Mỗi một ngày thì em đóng gói được bao nhiêu túi kẹo cu đơ như thế này? Mà, như hôm nay. Dạ, như hôm nay thì chắc là khoảng vài đến 3.000 tấm ạ. À, 3.000. 3.000 tấm kẹo như thế này. Mỗi một túi này thì là một tấm đúng không? Mình gọi là một tấm đúng không? Hôm nay thì thay mặt những người làm chương trình chúc em là buôn may, bán tốt và một ngày đi được khoảng 3.000 thùng hoặc là 3.000 chiếc kẹo như thế này bán cho khắp cả nước. Nóng hôi hổi quý vị ạ. Nóng dạ, nguyên. Nóng kèo bác. Ngon lắm. Bánh đa thì nó giòn giòn nhá. Kẹo bên trong mềm mềm, nhưng mà quan trọng nó vẫn còn nóng thì gừng nó thơm hơn. Cái này sẽ mang về cho cả ekip Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9 được ăn. À, xin mời. Ta về thôi. Bây giờ đã đến giờ ghi hình chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9 rồi. Mời tất cả quý vị bà con hãy tập trung ra sân khấu chính để cổ vũ và tham gia chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.